Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vũ Lít. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Vũ Lít Reaction. Thì hôm nay mình sẽ reaction một ca khúc nhạc chế mang tên là Chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ của Gigi và Long Si. Thì như bạn nào chưa biết thì Gigi và Long Si ở trong công ty mình, và hai bạn này chế nhạc cực kỳ hay luôn. Mình cũng có xem qua một vài cái khúc nhạc chế cũ của Gigi và Long Si rồi, và mình thấy rất là hay. Tuy nhiên lại là mình chưa reaction bởi vì là mình lỡ xem trước rồi. Có cái bài này mình mới thấy xuất hiện vào tối hôm qua và quyết định là hôm nay mình sẽ reaction luôn. Như bạn thấy này, mới có 18 tiếng thôi mà cái số lượt view lên tới một con số là 1,3 triệu rồi, chứng tỏ bài này rất là hot các bạn ạ. Và mình sẽ bấm đăng ký đã. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nghe và cảm nhận nhá. Đeo cái tai phone rồi đã. Thì đã từ rất là lâu rồi mình chưa có làm một cái reaction về âm nhạc. Hy vọng là reaction nó sẽ không bị ngu đi các bạn ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với nhạc chế Chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ của Gigi và Long Si. Let's go. Chỉnh 4K luôn. Đây là Cường Kido. Đi rồi. Mình không hiểu lý do sao mà Cường luôn luôn bị đóng phải những cái file nữ các bạn ạ. Chả hiểu lý do sao luôn. Trận này có cái quả tóc này nhìn buồn cười ấy. Mà cái quả tóc này mình nhìn quen lắm. Không nhớ là hình như là có đóng ở trong một cái phim gì đó của Mithy rồi thì phải. Hình như mình nhớ không nhầm là như thế. Úi giời. Làm bánh à. Mày không vậy. Thần thái vãi cả nồi. Úi giời. Biết làm bánh. Úi giời. Con mẹ đâu rồi? Con ở đây nè. Đang đi vệ sinh à? Sao vậy thưa mẹ? Rửa tay chưa? Ăn cơm chưa con? Dạ mẹ ơi con chưa. Ô hay mày ghê, mẹ vừa nấu bánh xong liền. Hay à? Cho nên con mang sang bà nhanh cái nhé. Không nhanh mày cứ tưởng được ăn. Con thịt tốt liền mày. Lại mày. Tin tưởng con là một con người không la cả. Không mê trai và không đứa đứa. Đứa đi đây ạ. À. Đứa. Nhớ mặt khẩu trang nhá. Nhớ mặt khẩu trang. Mày mà nó không mê trai mình. Mày mà nó không mê trai. Không mê trai. À, cái gì đây? Vãi, đeo khẩu trang này từ từ. Mày mà nó không mê trai chứ mình. À, sao mà chợt nhận ra là mình đang giả gái, cho nên mình phải nói cái giọng sao cho nó rất giống con gái nhất. À, tuyệt vời. Đây là cô gái quàng khăn đỏ, nhìn giống như kiểu cô gái quàng khăn chài bàn đỏ đấy các bạn, chứ không phải là cô gái quàng khăn đỏ. Trời ơi, quàng trên đầu này gì ơi, không phải là quàng ở người. Vãi cả nồi. Con la cà nó dễ ăn thịt, con thịt nó. Con thịt nó liền. Mẹ lại mày. Mẹ lại mày. Tin tưởng con là một con người không la cả. Không mê trai, không mê trai. Đứa đờn. Đi đây ạ. Nhớ mặt khẩu trang. Tóc kéo lại luôn. Mày mà nhớ mặt khẩu trang. Mày mà nó không mê trai giống. Hài hước. Vai. Có trai kia. Min min. Thật biết bao, vừa đẹp vừa cao như cái sao. Anh đi đâu em đâu cũng vơi. À, bác thợ săn à. Săn được cái đầu con sói này. Ở ba chàng lính ngự lâm vừa mới săn được đầu con sói. Đeo khẩu trang thế này thì tôi chứ thà không đeo còn hơn. Thề. Nhìn quả đeo khẩu trang hài hước vãi cả nồi. Lại còn cắt ta nữa cơ. À đủ. Sao lại cắt ta nhỉ? Đây là một trong những cái tình huống hài hước của bộ phim. Thật là hay. Hát biết bao, vừa đẹp vừa cao như cái sao. Anh đi đâu em đâu cũng vơi. À đây rồi, quang trên đầu rồi. Vậy đôi giò bánh với trái này. Đôi giò bánh với trái này. Đôi giò bánh với trái này. Ô quên mất ổ bánh mì ạ. Phải đổi lại. À sói, Long Si. Úi giời. Nhây vừa thôi mày. Nhây bằng mày con này. Quá tỷ do lềm. Xói hẹn xăm. Xói hẹn xăm. Mày tên gì? Tao tên gì mày hỏi làm gì? Nhây vãi rồi. Yêu vậy. Tại vì mày xấu. Xấu. Tao tranh đường. Tao phải đi đưa bánh cho bà. Hay đấy nhờ, nghe mượt tê. Nupakachi. Đây rồi. Bà à bà có đây không? Bà à bà có thấy đó không? Còn mang bánh sang điều bà đây. Đưa cháu thân yêu. Đưa cháu thân yêu. Bà nhìn bà đây xấu vậy. Bà xấu nhưng bà cô kia. À
bà xấu cho bà có tiền hay. Vậy thì bà làm đánh xương hầm. Thôi thôi ăn ngàn lắm bà ơi. Cháu thấy hôm nay giọng bà khàn nghe hơi lạ. Bà khàn. Bà vừa bệnh hôm trước mà giọng thế mới dễ cua chai. Bà ơi bà làm gì đấy đàn bà chải lông chân. Sao lông như vậy? Tuy là lông lục cháu ơi này bà chạy chút đi chơi với bồ. Cháu hỏi nghe hơi hồ đồ nhưng nay cháu thấy mắt bà to to. Khăn đổ suốt ngày âu lo mắt bà to để nhìn cháu gió má. Sao mình thấy kỳ? Sao mồm bà to vậy? Sao mồm mà to vậy? Đúng rồi, đây là cháu. To để ăn thịt cháu đây. Vai đánh luôn ạ. Bắt tờ săn tới. Đầu hàng nào có sai kia giờ mày là thoát được. Khúc này Min hát luôn à. Xấu xí xấu xa và cụ mày xấu ở đâu phải khen tao đẹp tao mới xấu cứ thích ra oai đâu không phải khen tao đẹp tao mới khai đậu phộng lầy vãi cả nồi. Rồi bị ngắt ti rồi. Ui vãi. À giấu trong phòng à. Ê tưởng ăn thịt chứ. Đó là chỉ giấu trong phòng thôi. Bữa bây giờ bước bàn luôn. Tí nữa mình nghe hết bài mình sẽ bắt đầu mình đưa ra những cái cảm nhận riêng của bản thân mình sau. Tuy nhiên, trong cuộc sống này đừng bao giờ ngây thơ và dễ bị lừa như cô bé quàng khăn đỏ. Chắc là dễ bị lừa. Thực sự là rồi, bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề phân tích nhá. Bởi vì là lúc nãy là mình phải nghe cho hết bài đã. Mặc dù mình cũng có hai tạm dừng nhưng mà mình muốn nghe hết bài đã. Sau đó mình sẽ đưa vào những cái phân tích riêng của bản thân mình sau. Đó chính là thứ nhất đấy là như là có nghe những cái ca khúc nhạc chế của Gigi thì cái vấn đề đầu tiên mà khi các bạn nghe thì các bạn có thể nghe được cái nhịp những cái không biết là ai đánh beat này, chắc là Long Si à. Những cái beat này là khi mà các bạn nghe những cái beat như này các bạn sẽ thường có cái cảm giác mà nó cứ bị sập sình theo cái tiếng beat thôi. Đó. Và cái nhịp hát của Gigi nó cũng rất là nghe nó rất là sập sình á, kiểu nó vui tươi yêu đời và nghe nó rất là mượt các bạn ạ. Thực sự là mình nghe rất là nhiều những bạn nữ hát. Những bạn nữ hát về những cái bài kể cả nhạc chế hay là những cái bài hát bình thường. Như kiểu hồi trước mình cũng có xem anh Đỗ Di Nam ở đấy. Thì có nghe mấy cái bài nhạc chế và những cái giọng nữ nó nghe rất là chói. Nhưng mà chỉ có hai người mình nghe thôi. Là của Hậu Hoàng cũng như là Gigi. Là mình nghe cái giọng cực kỳ mượt luôn. Nghe nó mượt đấy, nghe nó êm tai, nó không bị chói đấy. Cho nên là mình cảm thấy rất thích các bạn ạ. Với cả là Gigi ấy thì trong những cái bài nhạc chế thường thì sẽ có rất là nhiều kiểu nhảy khiến cho nó trở thành trend. Đấy, rất là nhiều kiểu nhảy trở thành trend. Vì thế mà nếu bạn nào mà có xem TikTok nhiều ấy thì các bạn sẽ thấy là những cái bài nhạc chế của Gigi được lên TikTok rất là nhiều. Và những cái kiểu nhảy của Gigi nó rất là trend. Và thứ hai là, và thêm một cái nữa là cực kỳ là lầy lội các bạn. Có những cái tình huống nó cực kỳ lầy lội và những cái câu chế nó khiến cho người ta cảm thấy là mắc cười đấy các bạn. Và cực kỳ là buồn cười luôn. Đó. Ví dụ như là các bạn đang nghe nó rất là bình thường, tự nhiên là có một cái câu nó mắc cười vãi cả nồi, kiểu là chói hen xăm mới phải khen đẹp trai thì mới thả bà ra đấy. Có những tình huống gọi là nó rất buồn cười và lầy lội như kiểu này này. Thề luôn. Và thực sự là rất là nhoay các bạn ạ. Mình nói là Gigi là một creator ở trong công ty mình là cực kỳ xinh đẹp, tài năng, giỏi giang và cực kỳ là lầy lội và nhoay. Nhưng mà mình hy vọng là một ngày đó mình sẽ được vào một cái vai phụ, vai diễn viên quần chúng ở trong MV của Gigi nhé. Nếu Gigi có xem cái buổi reaction này của mình thì hy vọng là một ngày nào đó em sẽ cho anh làm một cái vai phụ cũng được thôi. Rồi, thực sự là mình rất là mong muốn được tham gia những cái parody của Gigi nè, rất hay. Ở Cường Kido, nói chung là trong clip này thì mình thấy có rất là nhiều creator ở công ty mình, có Cường này, có Min Min này, Long Si này, Gigi này. Cái này đã chùi chưa ta? Đậu phộng đang ngồi trong nhà vệ sinh ạ. Lầy vãi cả nồi. Được thế nhở? Khá là thích nha. Nói chung là mình nếu mà chấm điểm trước giờ ấy, mình chỉ thích nói thẳng nói thật với mọi người luôn là trước giờ mình xem parody á, nhạc chế á, thì mình chỉ thích là Vanh Lét,
Hậu Hoàng. Hồi trước thì mình có thích thêm cả anh Đỗ Duy Nam nữa, nhưng mà một khoảng thời gian gạo đây thì mình thấy là cái gu âm nhạc của mình nó không cảm thấy không hợp nữa, cho nên là mình không có nghe anh Đỗ Duy Nam nữa. Không phải là mình không phải là dở, mà là mình nghe nó không hợp với cái tai của mình nữa thôi, cho nên là mình không có nghe nữa. Thì bây giờ mình lại bắt thêm được một người nhạc chế đáng để nghe nữa, đó chính là Gigi này. Cái giọng hát cực kỳ mượt nha, chế nó rất là sôi nổi, kiểu như những bài nhạc chế thì nó nên sôi nổi như thế này. Và Gigi tìm ra những cái bài cực kỳ sôi nổi để chế những cái bài nhạc chế này thì mình nghe nó rất là thích các bạn ạ. Cái bài này từ bài gì nhỉ? Mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà mình nhớ đây mình đã từng nghe cái bài này rồi. Mình không nhớ là bài nhạc chế gì, đánh cái quả beat cực kỳ hay. Mình nghĩ là Long Si đánh quả beat này, không biết có phải không. Nếu mà sai thì thôi. Và ok, không biết là các bạn thấy cái phần reaction của mình nó bị ngu chỗ nào và nó sai chỗ nào thì các bạn hãy comment ở dưới nha. Và nếu các bạn muốn mình reaction thêm những cái ca khúc nữa thì các bạn đừng quên comment ở dưới để mình biết luôn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.